Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Chẳng cần dùng thuốc, cứ mua cải thề về ăn là những bệnh này tự khỏi. Thứ nhất, nước ép cải thề trị nội nhiệt. Thứ hai, cải thề chữa nhiệt miệng. Và nhiều lợi ích khác nữa từ cải thề. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Với hàm lượng dinh dưỡng lành mạnh như trên, cải thìa không chỉ ngon mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cải thìa. Cải thìa dưới ăn có thể chế biến được nhiều món vừa ngon vừa tốt cho cơ thể. Chứa nhiều dưỡng chất nhưng lại cung cấp ít calo là đặc điểm nổi bật của loại rau này. Cải thìa còn gọi là cải bẹ trắng, cải trắng, đặc bại thái, hoàng nha thái, vân vân. Đông y cho rằng cải thìa vị cay ấm, có tác dụng thông khí trừ đờm, làm ấm tỳ vị và kích thích tiêu hóa. Cải thìa là thực phẩm dưỡng sinh, ăn vào có thể lợi trường vị, thanh nhiệt, lợi tiểu tiện và ngừa bệnh ngoài da. Cải thìa có tác dụng chống scorbut, tản khớp và làm tan sưng. Hạt cải thìa kích thích, làm dễ tiêu, nhuận tràng. Một chén cải thìa sống tương đương khoảng 170g, chứa 9 calo, 1g protein, 1,5g carbohydrate, 0,7g chất xơ, không có cholesterol và chỉ 0,1g chất béo, không có khả năng sản sinh cholesterol. Với hàm lượng dinh dưỡng lành mạnh như trên, cải thìa không chỉ ngon mà còn rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cải thìa. Thứ nhất, nước ép cải thìa trị nội nhiệt. Trẻ em uống sữa bò thường có bệnh độ nhiệt cũng là do thiếu vitamin C. Chỉ cần lấy cải thìa dầm nét, cho nước sôi để nguội vào lọc lấy nước. Sau nấu sôi lên đợi âm ấm, cho uống hoặc đổ vào bình sữa cho trẻ uống. Sau một tuần, hiện tượng độ nhiệt mất dần. Thứ hai, cải thìa chữa nhiệt miệng. Rễ cải thìa gọt bỏ vỏ xè ở ngoài, thái lép, sau nhỏ lửa vàng cháy, tán thành bột mịn. Cho vào lọ nút kín dùng dần. Mỗi ngày lấy bột thuốc bôi vào chỗ bị bệnh 2 đến 3 lần, dùng liền 3 đến 5 ngày. Thứ ba, cải thìa chữa cảm mạo. Rễ cải thìa 50g, rửa sạch, gọt bỏ vỏ ngoài, thái lép, đường đỏ 30g. Đổ 400ml nước, sắc còn 150ml, chia 2 lần uống trong ngày, uống lúc còn nóng. Thứ tư, cải thìa chữa cảm gió. Chọn một trong hai cách sau. Lấy 3 cây cải thìa rửa sạch, gọt lớp vỏ ra, cắt thành miếng. 7 cây hành tây rửa sạch, cùng đun thành canh cho lượng đường vừa đủ. Để nóng mà uống, sau đắp chân cho toát mồ hôi. Hoặc bọc cải thìa 250g, củ cải trắng 60g. Nấu nước cho thêm đường đỏ vừa đủ. Ăn rau uống nước, mỗi ngày 2-3 lần, dùng liên tục. Thứ năm, cải thìa trị ho lâu ngày. Hai cây cải thìa rửa sạch, thêm 30g đường phèn, đun nước uống ngày 2 đến 3 lần. Thứ sáu, cải thìa chữa đầy bụng, chướng hơi, khó tiêu. Cải thìa cả cây rửa sạch, giá vắt lấy nước, hâm cho ấm ấm, ngày uống 2 lần trước bữa ăn, mỗi lần 30ml, dùng liền 3 đến 5 ngày. Thứ bảy, cải thìa trị bệnh hoại huyết. Dùng cải thìa tươi hoặc khô nấu ăn như rau tươi để đảm bảo dinh dưỡng bình thường và phòng chống bệnh hoại huyết. Thứ 8, cải thìa trị xuất huyết do viêm loét đường tiêu hóa. Dùng cả cây cải thìa giá vắt lấy nước, hâm cho ấm ấm, ngày uống 2 lần trước bữa ăn, mỗi lần một chén, khoảng 30ml. Thứ 9, cải thìa chữa đái tháo đường. Cải thìa rửa sạch, cắt đoạn, bã đậu phụ lượng bằng nhau, bột gạo nếp vừa đủ, trộn đều, đổ lên ăn. Thứ 10, cải thìa trị thận hư, liệt dương. Cải thìa tươi 250g, tôm nón 10g, xào ăn. 11, cải thìa giúp giải độc rượu, lợi tiểu. Lõi cải thìa tươi cắt đoạn, thêm giấm, muối ăn, dầu mè, tỏi đánh đều. Ăn sống, có thể đun với nước thành canh để ăn.
Cải thìa trị viêm cơ tim: 40g cải thìa, 40g cà rốt, 25g hoa cúc dại. Cho tất cả nguyên liệu vào sắc nước uống, mỗi ngày 2 lần. Cải thìa trị bệnh viêm cơ tim do nhiễm virus: 40g cải thìa, 30g gừng tươi, 20g bán hẹ đã bào chế, 15g phục linh. Cho tất cả nguyên liệu vào sắc nước uống. Cải thìa giúp hấp thu canxi tốt hơn, tăng cường sức đề kháng. 300g cải thìa, 75g tôm nón, hành, gừng, nước tương, muối ăn, rượu vang, gia vị. Rửa sạch cải thìa, cắt khúc, cho tôm nón và gia vị vào xào ăn. Cải thìa trị đại tiện ra máu, huyết trí, bị thương bởi đồ kim khí. Hạt cải thìa, cam thảo đủ dùng. Đem cả hai nguyên liệu nghiền nát, mỗi lần dùng 9g, đổ nước vào sắc uống. Muốn sống thọ, không đau ốm bệnh tật, bạn nên thường xuyên ăn 8 loại thực phẩm này. Thứ nhất, nấm đông cô tăng khả năng giải độc cơ thể, làm giảm lượng cholesterol. Y học hiện đại cho rằng nấm đông cô có chứa nhiều tinh bột, có thể làm tăng khả năng miễn dịch và giải độc của cơ thể, tăng khả năng chống ung thư của cơ thể. Ngoài ra, nấm đông cô còn có thể hạ huyết áp, giảm lượng cholesterol, phòng chống xơ vữa động mạch, có tác dụng bổ tim, gan, vân vân. Thứ hai, đậu bắp ngăn ngừa bệnh tim mạch. Chất nhầy của đậu bắp ngoài việc hấp thụ cholesterol của thực phẩm và của muối mật, nó còn giữ cholesterol lại trong ruột, giúp cơ thể tái hấp thu nước, hấp thu những phân tử cholesterol vượt chỉ tiêu rồi bài thải theo phân ra ngoài, do đó giảm được cholesterol huyết. Những người cholesterol huyết cao, cao huyết áp, đau thắt ngực và các bệnh tim mạch khác nên ăn đậu bắp, vừa giảm cholesterol lại thông tiểu, rất thuận lợi cho bệnh cao huyết áp. Tuy nhiên, nên lưu ý là không ăn đậu bắp cùng lúc với uống thuốc hay uống thuốc trước bữa ăn 1 giờ hoặc sau 2 giờ. Thứ ba, rong biển giảm cholesterol, bài tiết các chất phóng xạ. Rong biển có tác dụng loại bỏ các độc tố, ngăn ngừa cơ thể hấp thu những kim loại như chì, cadmium, v.v., loại bỏ các nguyên tố phóng xạ trong cơ thể, đồng thời có tác dụng điều trị xơ cứng động mạch, kích thích tuyến yên, làm giảm hormone nữ trong cơ thể nữ giới, làm cho cơ quan sinh sản hồi phục bình thường, loại bỏ bệnh tiềm ẩn của tuyến vú. Thứ tư, mộc nhĩ, nấm mèo, giải độc máu. Mộc nhĩ đen có tác dụng hòa tan các chất khó tiêu hóa như vỏ ngũ cốc, gỗ mục, cát, mảnh kim loại, v.v. Ngoài ra, còn có tác dụng làm tan sỏi mật, sỏi thận. Mộc nhĩ còn có thể làm giảm sự đông máu cục, giúp ngăn ngừa bệnh tắc động mạch. Thứ năm, bí đỏ, bài trừ kim loại nặng và thuốc trừ sâu trong cơ thể người. Ăn rất có lợi trong việc phòng chống bệnh cao huyết áp, sỏi mật, tiểu đường và một số bệnh về gan, thận, giúp các bệnh nhân có chức năng gan thận kém, tăng khả năng tái sinh tế bào. Trong bí đỏ có chứa nguyên tố vi lượng cần thiết cho quá trình tổng hợp insulin. Bí đỏ còn có tác dụng tiêu diệt các chất gây ung thư và các chất gây oxy hóa. Thứ 6, súp lơ làm sạch máu. Súp lơ là một trong những thực phẩm có chứa nhiều đồng nhất, có thể phòng chống truyền nhiễm. Ngoài ra, còn có thể làm sạch mạch máu hiệu quả, có thể ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol, ngăn ngừa máu vón cục, giảm nguy cơ bị bệnh tim mạch và tai biến. Ăn nhiều súp lơ có thể tăng khả năng giải độc gan, phòng cảm cúm và bệnh máu xấu. Dùng lâu dài còn có thể giảm nguy cơ ung thư vú, ung thư trực tràng và ung thư dạ dày. Thứ 7, cà rốt làm giảm nồng độ thủy ngân trong cơ thể. Cà rốt là loại thực vật có tác dụng giải độc cao. Sau khi kết hợp với các ly tử thủy ngân trong cơ thể người, có thể làm giảm nồng độ thủy ngân trong máu, tăng tốc độ bài tiết thủy ngân ra khỏi cơ thể. Các thành phần dinh dưỡng như vitamin nhóm B và vitamin C có trong cà rốt cũng có tác dụng làm mềm da, chống lão hóa. Cà rốt còn làm giảm nguy cơ ung thư buồng trứng ở nữ giới.
Thứ 8, cải bó xôi, rau chân vịt, giải độc, giải nhiệt dạ dày, đường ruột. Cải bó xôi có tác dụng giải độc, giải nhiệt dạ dày, đường ruột, trị táo bón, làm cho tinh thần thoải mái, mặt mày rạng ngời. Cải bó xôi có chứa chất giống như insulin, có thể làm cân bằng và ổn định lượng đường trong máu. Với hàm lượng vitamin cao, tiêu thụ cải bó xôi có thể giúp phòng chống một số bệnh do thiếu vitamin gây nên như nhiệt miệng, bệnh quáng gà. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Xin cảm ơn các bạn.